Sao? Tại vì bữa nay cái hẹn anh ra đây rồi ngồi làm cái gì giống như nữ công, nữ văn phòng vậy? Ờ thì em làm đó mà. Ừ, nhưng mà chứ không phải như mấy đứa trên mạng nó nói em làm cái này làm cái kia rồi cái gì dẹo trai rồi lum la. Thì hôm nay là em hẹn anh ra đây uống cà phê với lại thêm một chuyện nữa là em định nói với anh là em không chơi mô tô nữa. Tự nhiên không chơi mô tô nữa, đam mê mà không chơi gì? Thì chuyện anh mới vừa nói luôn á là em quay clip với anh thì mấy cái chiếc xe đó thì cũng đối với em là rất là tầm thường, rất là bình thường luôn á. Tiền em mua chiếc nào cũng được hết, nhưng mà ai cũng nói em là cặp thằng này cặp thằng kia hay là đi làm cái này đi làm cái nọ để có xe chạy đồ cái thứ đó, cho nên em định là không đi nữa. Anh nói anh bực đó là cái này anh mới bực nè. Dạ. Vậy không có lớn đúng không? Hôm bữa em ngồi trên chiếc radio cũng có đứa vô comment. Con mẹ này lần đầu tiên được ngồi gì? Cái comment nó vậy nè, con mẹ này lần đầu tiên được ngồi radio hay sao mà ưỡn như vậy? Thì đúng rồi, lần đầu tiên em ngồi radio luôn mà. Nó làm như là chiếc xe của nó dữ lắm luôn ấy. Nói chung là cũng nhiều comment khiến anh nghĩ anh đọc anh còn thấy tức không chứ em đọc chắc cũng buồn đúng không? Tại vì bữa đó cũng là lần đầu tiên ngồi radio, bình thường em ngồi phân khối lớn với ô tô không à. Rồi bây giờ em qua chạy phân khối lớn thì mọi người lại nói là cặp người này cặp người kia, kiếm người này chạy mà thực chất rồi kiếm mọi gái rồi xe cặp thực chất luôn là anh em mình chỉ chơi chung team mình thôi à, chứ đâu có chơi với ai đâu. Đúng không? Cho nên là mà sao tự nhiên bỏ thì đi mấy comment nó làm em buồn hay gì không ơi, em phải bỏ. Dạ em bỏ đi, em qua em chơi cái khác. Chơi cái gì chị em nghe coi. Anh lấy thử xem, thí dụ ta ra lại không chơi rồi mô tô em bỏ vậy em chơi cái gì? Em chơi xe đạp, đua xe đạp. Xe đạp. Hôm nay em đem ra một chiếc xe của em, một trong những chiếc xe của em. Em ra đây chở anh đi dạo vòng vòng, cũng sẵn review cho anh một cái clip để review chiếc đó. Ok. Ok. Chiếc gì? Chiếc su tè. Siêu xe đạp. Hay là xe đạp. Xe Ambalu. Siêu xe đạp ra ngoài coi màu trắng. Ok ok. Ok vậy đi thôi. Mà có vậy là không cắt. Chơi phân khối lớn hả? Dạ không chơi phân khối lớn nữa. Ok. Đi. Ô làng nước ơi, lần đầu tiên từ hồi đó giờ ở trên buôn làng á, bây giờ mới xuống dưới núi, giờ thấy con trâu nó bự quá trời luôn. Đó giờ mới biết vô con trâu ngồi. Rồi. Nó cái gì mà sao cái gió ở đây xong mà gió dữ vậy, nó thổi vô mặt nè. Dạ, cái này mấy, gió mấy lạnh gió, anh ơi, khoan khoan khoan, mấy lạnh, từ từ. Mấy lạnh. Gió quá trời ơi, lần đầu tiên được ngồi lên con trâu này, trời ơi gió quá. Cái này là bị bão cấp độ 8, cấp độ 9 gì đúng không? Giỡn hoài. Trời ơi là trời ơi, nó lạnh giống như là ở Bắc Cực vậy đó. Trời ơi. Sao? Giờ em đem con xe này ra cho anh review, sẵn là để nói chung là em cũng không muốn đem con xe này ra nữa. Nói chung là ban đầu bị mấy bạn nói nhiều quá. Không dám đem con xe này ra là bởi vì xe này mượn đúng không? Không. Xe này em mua lâu rồi, mua tầm một năm mấy rồi. Một năm mấy luôn. Ừ, giá nó khoảng tầm tỷ rưỡi, hơn tỷ rưỡi xíu. Một tỷ rưỡi à, xe mượn đúng không? Đâu, xe của mình là phải có giấy tờ xe, phải có văn bản ở xã đưa về. Nè. Được mà, thiệt không ơi. Nãy giờ giỡn, anh tưởng là xe của em mượn. Trời ơi, 110 xe hơi ba. 200 của Đức nè, mua 2 năm 17 là có nghĩa là năm sản xuất là 2 năm 2017 ha. Nhưng mà em mua năm ngoái. Cái con A200 này thì nó cũng xịn sò lắm. Ra giấy tờ luôn tầm tỷ 6 á. Gần 2 tỷ. Tỷ 6. Còn 400 ngàn là em... Còn 400 ngàn. Còn 400 triệu là em mua... Em mua chiếc R3, chiếc GSX đúng không? Con này thì 5 chỗ nè, anh biết luôn con này nó có 4 chế độ lái. Hay vậy, biết luôn. Trời ơi, ở trên đó là tôi cưỡi trâu nè, chế độ thứ nhất là leo lên trâu, chế độ thứ hai là cày ruộng, chế độ thứ ba là đua, chế độ thứ tư là cho trâu ăn cỏ. Thôi cho ăn cỏ. 4 chế độ. Biết vợ ở đâu không? Ghê vậy, đồ. Bốn chế độ nằm đây nè. Cơm pho nè, sport nè. Cơm pho sport eco là có nghĩa là cơm pho là có nghĩa là chạy bình thường đúng không? Sport là có nghĩa là chạy chạy
chạy kiểu sport nè. Bồ có tiếng bồ nó in in á. Còn cái này là dịch tiếng Anh là có nghĩa là không biết đọc á. Cái này không biết đọc thiệt. Này là ở trên buôn làng người ta gọi đọc là Indie đua. Nghĩa là chạy đua. Nói chung là em chỉ chạy chế độ ở trên thôi. Con gái thì chạy ở trên với lại chạy eco á. Eco là chế độ cho người mới tập lái á. Em chỉ chạy comfort thôi. Ồ. Cái này là cái vô lăng dạ. Cái vô lăng à, đâu có. Cái này là cái đồ gắn vô cái tạ. Ờ đúng rồi, cái đó. Tạ sao em gắn vô này để làm gì? Hàng chi cơ bắp quá trời cơ bắp luôn nè, thấy không? Mỡ chi cơ bắp gì? Cái này nè, anh biết luôn, cái này là cái thay vì cưỡi con trâu ở trên buôn làng á, cưỡi con trâu thì cái này á là cái dây thừng nè để cho nó chạy nè, đúng không? Cái này móc móc đúng không? móc gì thay vì số móc dạ, móc này nè anh biết còn biết cái gì nữa anh nói luôn đi rồi gì nữa nói luôn đi ai đây. Đâu biết này là ô cái này là cái tivi nè giờ nhìn là biết cái tivi liền mà cái tivi trong đây sao nó nhỏ xíu à à cái này mày chạy taxi đúng không taxi. Tính tiền nè đúng không ôi tao biết cái này cái gì luôn ồ sao nó dán cái này dán rồi à cái này là cái dán cho đẹp cái lăn nách nè chạy lăn nách rồi còn cái gì nữa nghĩ coi cái này mở nhạc nghe hay lắm nè màn hình coi phim VLXX quá hay sao mà cái màn hình nó bị mờ rồi nè nó anh mới ấy cái tay anh vô rồi sao sao là sao thì đem ra cho anh review mà là anh phải tự động review chứ ôi anh không biết gì em nói không biết gì hết á gì cũng không biết hết á cái này là cái gì đây cái này che nắng lại được lại che nắng cái này à cái này là nặng mụn đó cái mụn mà nặng đó đúng rồi mụn hay quá còn cái này là cái gì cái này là cái gì kiến chiêu yêu đâu có kiến chiêu yêu cái này là cái hộp hộp gì ta hộp kiến chiêu yêu đừng hết rồi đúng không cái này là cái gì bấm bấm cái trời ơi chiêu cái này gọi là công tắc hay quá hiện đại quá hồi đó giờ tôi mới biết luôn cái này mở gì đây này tắt đèn nè à. Này là bấm đồ cái hủy xe đúng không lại xe nổ trường hợp khẩn cấp luôn lại xe nổ nổ không thôi không đem bấm đâu bấm gì quỳ nhây quá nói chứ con này ngồi khá là thoải mái ha dạ anh muốn lái thử không anh muốn ngồi sau đi em chở anh đi anh ngồi phía sau ok ok chứ ghế trước là để cho mẹ em tại vì ghế trước để cho anh muốn ngồi trải nghiệm ghế phía sau hơn để thử nó có êm hay không tại vì nói thiệt thì con này anh cũng trải nghiệm một lần rồi thì anh muốn ngồi ghế sau coi thử nó có êm không lại review ghế sau nữa cho những người muốn mua hình như con này cũ giờ tầm tỷ mốt con này cũ giờ tầm tỷ mốt không anh không đâu ra cái giá tỷ mốt vậy có em vẫn một tỷ tỷ ba tỷ tư gì á xuống giá rồi chơi cái gì cũng vậy mà không em. Tỷ ba tỷ tư chơi không cái tỷ mốt đâu vậy thôi. Rồi mua xe này rồi sao mà nạt bô đây rồi sao mà không cái này là cái này là em đi làm nhiều khi đi làm rồi này nọ nắng quá thì xách con này đi còn không thì lâu lâu đi chơi với bạn bè đi xa rồi đó thì mấy con sao? Này mấy con xe cùi bắp sao bằng chiếc su tè ở nhà anh trời ơi chỉ cần em làm cái gì đó thôi là su tè tới tận nhà luôn lo cơm nước ăn ba bữa bộ đồ hàng hiệu luôn bộ đồ sọc trắng đen đó em chạy chở anh ngồi phía sau rồi nó nãy không ok được nó êm không nhìn em á chạy ô tô nó khác như là chạy ấy ha nhìn nó hiền hơn đúng không nhìn nó hiền hơn lại mặc đồ rồi trời ơi nữ tính đi làm mà anh Minh ngồi sau xe em sợ không? Sợ chứ chở anh em thấy sợ lắm luôn lần đầu chở trai đẹp thì mình đang ngồi trên cái con A 200 này nha xe của Giang Biker thì trong đây mọi người nghe êm không? Thì trong đây thực sự không có nghe tiếng động gì hết luôn. Nó chỉ nghe tiếng xè xè của bánh xe thôi. Thì cái con mình trải nghiệm được mấy con thì tầm giá này thì ok.
tầm giá là rất ok, 1 tỷ mấy. Có một con mạc, mấy mạc nó mạnh hơn mấy con Mazda nhiều. Mấy con Mazda nó thiệt, nó được kiểu dáng nó nhái nhái mấy con mạc thôi. Kiểu dáng Mazda là nhái mạc, với lại nó to to, người Việt Nam mình hay thích. Thực chất đi con mạc nó ngon hơn. Tầm nhìn cũng khá ok ha. Tầm nhìn rất là, phải nói là tầm nhìn của nó rộng, gầm cao nữa. Con này 5 chỗ. Chắc à, thích mẹ rồi. Lộn rồi anh em. Tự nhiên bây giờ tôi qua review xe hơi không à. Thôi review chơi chơi xe cho hăng thôi, chứ mình ít review xe hơi lắm. Thích không? Hăng đạp số mạnh mạnh coi hăng. Đạp đi. Đúng rồi. Thì chạy cảm giác nhanh thì cảm giác nó êm, cực kỳ êm. Đúng là mạc, cực kỳ êm luôn. Mình phải tự cầm máy quay. Còn bên kia hân nó lo nó lái rồi, mình không có cầm được. Nhưng mà xe em á, nó hơi có mùi nha. Chắc mùi xe mới á, em ít đi á, mùi xe mới. Chứ tự nhiên nó có mùi, người ta sẽ nghĩ em ở dơ đó. Rồi xe này có định lên đồ chơi gì không? Lên Tây Thắng Rainbow rồi Full Knock Titan. Không, em không có lên Full Knock Titan. Chứ lên gì? Em lên Full Knock Roti. Roti. Đừng nói em lên bô xăng lửa. Em lên Full Knock Roti xe luôn. Rồi ghê lên không? Bô xăng lửa luôn, ghê không? Ừ, ghê. Yeah. Định thôi. Người đổ bô không? Đổ, đổ luôn, đổ luôn. Đổ bô SC cắt ngắn. Người rồi. Anh ơi chứ chở em về. Ừ, chở anh về, chở anh về mới được về. Thôi đi gác về đi. Thôi chở về. Đi tới đâu về tới đó. Tại đó giờ online nước ơi, đó giờ tôi chưa bao giờ được chạy xe hơi luôn ơi. Xạo cháu. Ở trên đó già làng bắt đi xe bò chích bà nội luôn. Thôi vậy.